Phó tỉnh trưởng tỉnh Congo Central, ông Atuu Matubuana Kuluki cho biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại làng Mbuta, cách thủ đô Kinshasa khoảng 130 km. Các nhân chứng cho biết, chiếc xe bồn chở dầu đã va chạm với một chiếc xe buýt và khi nhiên liệu bắt đầu rò rỉ, dân làng vội vã chạy tới hôi dầu. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên và thảm họa xảy ra. Ít nhất 50 người thiệt mạng và gần 100 người bị bỏng cấp độ 2. Điều kiện đường xá xấu tại Congo là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông. Năm 2010, ít nhất 230 người đã thiệt mạng tại quốc gia miền Trung châu Phi này trong một vụ lật xe bồn chở dầu.